Trong thời đại công nghệ số hiện nay, văn hóa đọc của giới trẻ dần bị chiếm lĩnh bởi văn hóa nghe nhìn. Tuy nhiên, để khơi dậy văn hóa đọc trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi vẫn là một bài toán khó, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đọc tại một số huyện miền núi như Lang Chánh vẫn còn nhiều thiếu thốn. Mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, từng tốp học sinh một số trường tiểu học, trung học cơ sở trong huyện lại tập trung về thư viện huyện để tìm đọc các loại sách tham khảo và truyện. Có không ít độc giả lần đầu tới đây đều tỏ ra khá hứng thú với các đầu sách được bố trí tại thư viện. Với diện tích gần 50 m², thư viện huyện Lang Chánh hiện có khoảng trên 10.000 cuốn sách với các đầu sách về khoa học đời sống, chính trị, xã hội, pháp luật, nông nghiệp, thanh thiếu niên, sách tham khảo học sinh, truyện Việt Nam, truyện nước ngoài, các tờ báo. Không gian thư viện tuy khá hẹp nhưng được bố trí khoa học, đảm bảo chỗ ngồi cho khoảng trên 20 bạn đọc. Các đầu sách được sắp xếp theo đầu mục, tạo thuận lợi cho độc giả tìm kiếm dễ dàng. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, những năm gần đây, số lượng bạn đọc đến tìm đọc và mượn sách báo tại thư viện khá thấp. Một phần do sự bùng nổ của công nghệ số, văn hóa đọc dần bị chiếm lĩnh bởi văn hóa nghe nhìn. Một phần bởi không gian thư viện và các thiết chế tại thư viện đã xuống cấp, không đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tìm đọc của độc giả. Để gỡ khó trong phát triển văn hóa đọc trên địa bàn, bên cạnh việc bổ sung, làm mới các đầu sách báo hàng năm, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện đã tích cực phối hợp với các nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh, thực hiện luân chuyển, trao tặng sách báo đến các thôn bản vùng sâu vùng xa, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của độc giả, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhân dân.